Tối ngày 31 tháng 10, Công an thành phố Hà Nội phối hợp với nhiều lực lượng, Sở Y tế, Bộ Tư lệnh Thủ đô, Ngành Điện lực thành phố, Công ty Nước sạch Hà Nội đã tổ chức diễn tập phương án phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ cấp thành phố với tình huống cháy phức tạp tại chung cư HH1, Linh Đàm và tổ chức sơ tán hàng nghìn người dân khi xảy ra sự cố. Theo tình huống giả định, xảy ra cháy tại căn hộ tầng 12 chung cư HH1A Linh Đàm. Nguyên nhân là một chiếc sạc điện thoại dự phòng bị phát nổ khi đang sạc pin và nhanh chóng cháy lan ra. Đám cháy xảy ra vào buổi tối nên bên trong tòa nhà HH1 có khoảng 9.000 người có mặt. Nhiều người bị mắc kẹt trên các tầng cao ra sức phát tín hiệu cầu cứu. Khói và khí khiến không ít người bị ngạt và bất tỉnh. Sau khoảng 5 phút kể từ khi đám cháy tại tầng 12 phát sinh, tiếp tục xảy ra cháy tại tầng hầm, toàn bộ tòa nhà bị mất điện. Nhận định đám cháy có diễn biến cháy phức tạp, Giám đốc Công an thành phố đã báo cáo và xin chỉ thị từ Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố tổ chức điều động các lực lượng của thành phố chi viện cho công tác chữa cháy và cứu nạn cứu hộ. Nhờ sự chi viện của các đơn vị công an các quận, huyện, các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố, Bộ Công an và Bộ Tư lệnh Thủ đô, sử dụng các trang thiết bị tối tân như robot, đám cháy đã được dập tắt ngay sau đó. Hàng nghìn người đã được hướng dẫn sơ tán an toàn. Có thêm những cái kiến thức bổ ích cho việc phòng cháy chữa cháy cho gia đình mình, cho tầng mình cũng như tòa mình. Khi mà có những cái biểu hiện báo hiệu về phòng cháy chữa cháy thì cũng đã có những cái kinh nghiệm mà học được và sẽ áp dụng. Khi có cháy thì mình biết cách phòng tránh và cách biết cách xử lý để thoát nạn cho an toàn cho cả gia đình. Mình phải cho bé lấy khăn ẩm, khăn vào mũi rồi thoát chạy. Đây là một kỹ năng tuyên truyền sâu rộng để cho người dân có những cái kỹ năng kiến thức cơ bản để chúng ta sẽ bình tĩnh khi không may ở tại cái nơi mình ở có xảy ra những cái sự vụ. Và qua đây chúng ta cũng biết được cái tính năng tác dụng của cái trang thiết bị hệ thống phòng cháy chữa cháy của tòa nhà, của sự quản lý của ban quản lý tòa nhà cũng như sự điều hành của các cơ quan chức năng khi tổ chức phối hợp. Buổi diễn tập có quy mô lớn tại một khu dân cư với mật độ dân số đông đã mang lại hiệu quả cao trong việc trau dồi kinh nghiệm xử lý đám cháy lớn, phức tạp, công tác cứu nạn, cứu hộ cho các lực lượng tham gia, nâng cao kỹ năng thoát nạn, xử lý tình huống khi có cháy xảy ra cho người dân tại các khu chung cư, nhất là trong bối cảnh hiện nay, ngày càng có nhiều chung cư tiềm ẩn nguy cơ cháy nổ cao.